Tìm xuất huyết khỏe quá anh em ạ. Mình giờ không ăn hít được là chết anh em nhanh nha. Hai cái thằng cô Han và thằng Trăng con, thằng cô tên con này nó xuất huyết nó tươi thật. PVP chùm luôn rồi anh em ạ. Anh em mà có cặp đôi song sát này thì vui vào chơi nha, rất khỏe đấy. Giao lưu đầu này mới nha anh em nha. Wow. Một thằng thì còn lo được anh họa chứ hai thằng thì thực sự là mối họa luôn. Một thằng vô tên thì có thể ăn được ấy, còn nó đi với cặp đôi nó kích xuất huyết thì không đỡ được anh em nhé. Khoan cắt tao hết cả đầu anh em ạ. Đóng cửa rồi mà vẫn ổn nha anh em thông cảm nha. Trận chiến PVP đầu tuần. À đầu mà chào ngày mới anh em ạ. Trường một phải mà chơi đam anh em nha thì chúng ta về sau cần phải chơi những cái team AOE, team mà cố gắng kết liễu kẻ địch sớm anh em ạ, chứ không về sau là cái team xuất huyết nó đánh khó chịu lắm, nó hơn mình nó kéo mình mấy trăm nghìn được chiến nó ăn được mình ấy. Thank you.
em cứ kiếm sẵn một con xin đi, Kaioshin để giảm buff đi. Kaioshin lên là nó xóa bút lên nha, xóa bút của cái mấy bọn là nó chơi cái chi sức viết. Lúc đấy thì em sẽ chơi một con Kaioshin, một con kỹ này, một con thẻ và ba con hướng thứ chất công. Ví dụ trong team này của mình này thì mình bỏ con xeo ban đầu ra, mình thay một con cao xin ở đây sẽ ổn áp được hơn. Bây giờ mình cũng bui dần thôi, mấy con này lên 120 thì mình cũng chuẩn bị bui sang cao xin thôi. Đã dột thành nguyên áp cho con cư bắp này lên 120 là mình bắt đầu ép thêm Kaioshin. No, em ơi, nó giết chết thằng xe của mình rồi. Không. Thôi rồi anh em ạ, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi nha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ mình xin một like đăng ký kênh nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.